À. Đây này, con nhỏ này chúng tôi định nuôi này. Đây này, con mẹ của nó này. Anh nghe phải hai con chứ nhỉ, con của nó này. Hát tụi điều, cái này tụi điều nọ. Này tôi để lối sướng khi nói vậy tôi Đây nó là con gì? muốn nói vậy đó nè Từ sai ăn đã ẩn cái ấy. Anh em cũng rất chó luôn. Nào mưa sẽ kem nữa. Em mưa cút. Chào các bạn quay lại với kênh Nét Đẹp Vùng Cao của mình. Này hôm nay tôi sẽ theo chân ông anh đi Lào Rúi. Đây. Hôm nay chúng tôi có 3 người nhé. Các bác nhé. Và chúng tôi sẽ lên Đào Rúi này. Đây, bây giờ đang chờ đợi ông anh ấy. Chúng tôi đang chuẩn bị. Đây, đồ nghỉ đây. Đây. Nào. Chuẩn bị lên thôi. Let's go. Mama cuốc mày. Một cái cũng được thôi. Anh ngồi với mưa cấp thở với. Để xem thanh hành cáo đã. Cách là mày đau. Bắt mẹ. Đồng minh. Rồi 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 rồi. Đây như nó ở dưới dưới này đây này, xuống đây ăn á. Đấy căng rồi ngay đây này. Đi căng ngay đi quay nhúc ra cậu. Đây theo chân ông ngay thôi. Bỏ mẹ thôi mẹ ngồi không ơi gì à. Thấy cái con bóc dạ hình nó thấy. Đường khó quá, cẩn thận đấy. Dung cốc có mày ồ bố gốc mà nhưng mà cái này thì ăn khó đấy. Đâu nhỉ? Các ba ạ. Đây này. Đây có hai đứa đấy. Bây giờ chúng tôi chỉ sợ nó vào vẫn ăn cố gốc về tre thôi. Con này có vẻ ăn khó đấy. Sợ gì sức khỏe võ tòm có mà. Ăn sức khỏe A1 hết. Thật chứ. Mít cuốn xìm bây giờ nữa. Đây cố thôi. Mít cuốn rút ở phát nữa. Đây các bác ạ, bây giờ chúng tôi phải thay phiên nhau mỗi người 5 phút. Con rúi này
rất là có giá đấy, rất là nhiều lố mà. Đào vui thôi mà, cả bên trên nữa có mấy đố. Đây nó vào cái tre này gai đầy, cái gì mà to này xem lố à, sát sát mấy đường mình. Thì hình như cái cây này cũng chẳng sống sót được đâu. Mỗi người 5 phút đấy nhá. Không, không 2 rồi, không 7 gì May cái lớp này nó còn mềm ấy nhỉ. Không hẳn lắm. Đấy, cái đất này đất sạt đỡ người ta lấy máy xúc đổ vào đây thôi mà. Cắt thôi, pha. Quá sáp luôn này. Cắt thế đấy mà nó ăn cái gì lắm rồi. Được mấy phút rồi, mấy phút rồi. Vừa được 1 phút thôi nhá. Nó ăn mấy đứa ngoài phòng này. Nuôi thì ổ. Nuôi thì ổ. Con rúi này chắc chắn nó phải chết. Ăn quá. Bây giờ đổi người rồi đấy. Mỗi ngày 5 phút. Cũng sắp đến được tôi rồi. Con này chính khóa lắm nha. Con này phải 1 tiếng rồi. Xong việc. Bây giờ ước tính thì chắc là phải tầm 1 tiếng nữa con này sẽ nằm ở trong vòng bàn tay của chúng tôi. 1 tiếng ăn cam đấy. Chị yên tâm đi. Sẽ xem giờ chưa, xem giờ chưa? Mình nhắm cùng cái gì thoại nó thì mà hẳn. Đây, phân của nó này. Đây, to như thế này mà con này phải tầm 2 cân đấy. Có phải cuốc con hay không này? Thấy chưa, thấy lỗ của nó chưa? Đây. Giống hết chân phải thế. Quên nó ị rồi thôi. Thế ị bị hình hưu nổi. Thế thì không phải ẩn nữa nữa. Quá khỏi nhau. Quá khỏi. Quá khỏi bị ốc rồi. Thế nó tạo. Đây, chúng tôi đã đào ra như thế này rồi. Quá khỏi nửa lông qua này. Quá khỏi. Thì là xe đê. Đây này. Thật tênh của mi. Trời ơi, nhiều lỗ thế. Bây giờ không biết tìm lỗ nào đây này. Chắc có 8-9 con. Chắc con này phải có 2 con ấy. Chắc là nó có đôi rồi. Ú, phải ịt qua, nguyệt qua. Đi bên đấy à? Cần ăn đi nọ. Đây. Úi dồi ôi. Quấy tốc mà thế đó. Đây này. Không có nửa thôi. Mệt quá. Đi đi. Quấy củ ông ở bên chẳng ấy, khẩu quấy chúng tôi vào tên này. Đi đi. Quấy đi. Thằng khẩu quấy. Ó không ngồi vừa này. Càng quá. Con rúi này phải tầm 2-3 cân. Ó khẩn ó khẩn đây. Sắp tới chưa? Sắp rồi. Bây giờ nó lại đi nè. Tôi đã rào gần 2 tiếng rồi. Thì vẫn chưa có kết quả. Chết kiểu này. Không phải ăn rúi là dí nhé các bác nhé. Chắc phải đào đi tầm 2 mét nữa đấy. Tới đó 1 mét là cùng nè. 1 mét thì nó sướng rồi. Cái này thì cuốc pin rồi đấy. Trời ơi. Rúi ơi, mẹ ở đâu chui ra mau.
Các bác ạ. Ơ tổ mới, tổ mới. Ừ, khá sắp rong hoa của núi đâu. Đây uốn uốn. Ừ. Nhìn các bác. Khám đi, khám đi. Khám máy quay của khám ạ. Ừ. Khám mà nữa. Coi coi. Hai nghe mư nè. Nè nè, thấy nè. Thấy nó quá. Ừ. Hai nữa. Khám đi chân á. Đây này các bác. Ây da. Thành quả đây nhá. Đây. Hai con các bác ạ. Còn trong cho một còn một con nữa. Con của nó hay là con của nó. Còn nữa không đấy? Đúng không? Ờ anh Phong. Mắt anh hình ơi. Mình nó ăn cứ khám cơ ông có bên đi. Ê. Khám con này. Khám con, bang này. Đây con. Chắc còn một con nữa đấy, ba con à. Ờ anh Phong khám con. Nhưng mà cúi thả lên mà đi. Mắt anh hình ơi. Mình nỉ nó lông nỉ nó sẽ lín chị. Khám nó chị đi. Mắt khỏe ngay. Thì sẽ đi khám nó chị. Đâu mới khám lâu nữa. Ở xuống nó thì quá đó, hà đó. Nó xong nó phu trong tầm tay đâu. Ừ, nó mau, khám đi, phu cho con đi. Rồi lên đi. Quay của hắn chắc đi. Nhìn trong kia còn một con ấy sao ấy. Quay đi. Đây này. Ui giời ơi, ngon chưa? Đây, cái một con đấy. Con của này. Nó phải điện từ lũ nó. Thảo nào. Ui, gì nó mà kìm nhớ đấy. Tìm nó tăng lặng tìm cá sông tìm có tăng lặng này bùm đây này đây này ngon chưa các bác được cả con không tồi nhìn cái vô lông gân bò con trai la đâu con này giống ẻ vậy vừa đây lông gân bò đung vào sụp cái phú hà đó này tư bà nè người tệ đâu nọ chứ to phú hà đấy ờ phải ra đây phòng bút thôi đâu chắc rồi đấy. Mấy trong hiện táo của ông kiểu nó vào vị lũ này nọ. Tái cái hạt hay này. Ổn độ ổn. Ui phụ phụ con có pin tươi nào. Ui. Cái này quỷ. Tìm một con nữa nhá. Đây này. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị tìm một con nữa này, hai chú các bác ạ. Trời ơi, ngon. Hôm nay chúng ta xuống nhà bước chân phải chân trái chứ anh nhỉ? Hình như nhảy cái chân xuống ấy. Còn một con à? Mình hùng luôn mà. Đây này vái chiến trường của chúng tôi này. Đây. Mấy mét nhỉ? Tầm 5 mét. Trời ơi. Đây này. Đây tôi đào chúng tôi đào từ đây mà đến tận đấy. Tầm 5 6 mét gì đấy. 5 mét đấy. Phải ra tầm cuối đấy con ơi. Mày mà ai người đấy? Mày nó xẹt rồi. Khám đi, anh học cậu đi. Sài ai? Bòn mà đấy. Nhang mi tập bòn mà. Kẹt thế nữa. Bây giờ đã nằm trong tầm tay rồi. Cái này mới là trong tầm tay. Răng này nó nghiến răng này. Đây này răng rồi. Rồi. Căng chưa? Mới là món gì đây đây. Chắc là cũng được món pịa ấy nhỉ. Có cả tiết canh rồi. Biết ạ. Ở sóng tô đấy. Không biết ạ. Thì biết không? Biết à? Rồi. Hai con à? Hai con à? Ngon này. Các bạn thế nhỉ? Ấm rồi. Mới hai con. Đây là một gần chứ phui à? Ngon quá. Ông ấy toàn ở trường thôi hả chả? Đây này, răng của nó này. Béo chưa? Con này không béo mấy nhỉ? Nó nuôi con của nó mà. Không béo mấy. Đây này. Bây giờ mày đã ở trong tầm tay của chúng tôi rồi. Nó phá hoại cái cây này này. Cái cây tre này này. Đây này. Gần chết. Được rồi, đây, hai con. Đấm chưa, hôm nay may mắn đấy. Yeah. Đây này, ngon rồi. Đấy xuân ấy, cái này sống con vịt tí cả khám tối đấy. Ấm rồi, ngon rồi. Tuyệt vời. Hai mù rồi.
Tuyệt vời. Ngon rồi. Ngọc bấy nhiêu lánh tiết canh này đấy. Làm món gì nhỉ? Liên thực đơn được rồi đấy. Đây này, con của nó này. Ôi. Ôi. Tôi thì muốn là để nuôi, nhưng mà vì miếng ăn. Tôi ón nó. Lóc đồng này. Nằm bò nó vậy này. Cảm ơn các bác đã xem video nhé. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và các bác hãy nhớ đón xem tập 2. Tập 2 thì bọn mình sẽ quay cho các bác xem cách chế biến.